thành phố Hồ Chí Minh, cô gái 26 tuổi nhập viện do tổn thương và mất máu quá nhiều sau lần đầu. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mấy bạn nên rút kinh nghiệm lần đầu lựa sai ép thôi nha, chứ cứ ham xxxl chi. Biết đâu cô ấy xài sai BLXX hoặc XENXX thì sao? À đâu. Để dành 26 năm không ai biết, mất trộm một cái cả nước hay. Đã bảo lượng sức mình rồi, cái gì to quá thì kiếm nhỏ thôi. Các chị em yếu còn thích ra gió cơ, nhỏ còn ước được lấy chồng Tây. Thủ tiết tới năm 26 tuổi thì cái màng nó bị sơ hóa dày lên. Tốt nhất là 20 tuổi mà chưa có gì thì liên hệ mình giúp, nhẹ nhàng và êm ái. Nóng, 10 cầu thủ U23 Việt Nam bị tiêu chảy không rõ nguyên nhân. Đề nghị các cầu thủ đóng mỉm cẩn thận khi ra sân, tránh trường hợp ghi bàn ăn mừng vé loe. Mai báo Thái Lan ghi tiêu đề, hàng công Thái Lan tấn công tạo sức ép, các cầu thủ Việt Nam phọt cả cức. Ôi giời ơi! Táo bón cả tháng không ai hay, tỉa chảy một ngày cả nước biết. Chắc chắn hôm nay Việt Nam thắng đậm nên các cầu thủ đã chuẩn bị sẵn pháo hoa. À đâu! Đề nghị các cầu thủ không mặc quần khi thi đấu để nếu có ẻ chảy khi đang thi đấu thì đội bạn nhìn thấy cũng sợ mà bỏ chạy. Tao lấy mày! Tự nhiên tao lại nghĩ đến cảnh đang đá bóng phải xách quần chạy. Tưởng tượng đang truyền bóng xong pẹt pẹt pẹt, mặt tím lịm thì thương các em. Cho con bú cũng phải đọc hết comment. Chúng ta sẽ ra sân trong trang phục áo vàng, quần vàng và tất vàng nhé. Lỡ có gì thì sẽ không bị phát hiện. Chiến thuật tăng hiệu suất chạy nước rút. Đi ngoài thì chạy sẽ nhanh hơn. Quá chuẩn luôn. VFF phủ nhận tin các cầu thủ U23 Việt Nam bị tiêu chảy. What the hell? Có thể bạn chưa biết, đàn ông ai em lặng là khi họ đang hết tiền. Mỗi lần im lặng thường chúng tôi sẽ không nói gì. Còn đàn bà im lặng khi đàn ông đưa cho tiền, đặc biệt câm luôn khi đưa cho rất nhiều tiền. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Bữa nào hết tiền là biết liền. Bình thường ổng có tiền thì sẽ bảo, mày có thiếu tiền không, anh cho vài trăm mà xài. Nhưng bữa nào chị dâu biết được quỹ đen của ổng thì không thấy ổng nói gì. Có khi còn nói, mày cho anh vài chục mua thuốc hút, chị mày cấm tao hút thuốc, lấy hết tiền rồi. Bảo sao hôm qua than nghèo mà chồng giả điếc. Vào 1-0 cho Việt Nam ngay 20 giây đầu. Wow. Đang tiêu chảy bắt đi đá bóng, vào nhanh nhanh còn về đi ẻ, tuấn tài xếp. What? Trái này vào một phần do Tào Tháo dí nữa nhé cả nhà. À đâu. Ghi bàn nhanh hơn cả Tào Tháo đuổi là có thật. Tiêu chảy X2 sức mạnh. Dây 19 nhé admin. Admin cập nhật như lều. Mai anh em lại toạch lô nó lại chửi cho éo ra làm sao thì bêu mặt. Quá chuẩn luôn. Phương Thanh xác nhận bạn trai kém 20 tuổi. Doãn Chí Kiên chỉ là người yêu trong nghệ thuật và đã có vợ. What the hell? Giờ
hết anh em nương tựa rồi lại người yêu trong nghệ thuật. Thế mà hỏi thật, mối tình như thế chắc người ta chỉ cầm tay thôi nhỉ? Mình tò mò nên hỏi vậy thôi. Nghệ thuật giường chiếu. Wow. Doãn huynh đúng là hảo hán. Dương Quá có hai con chim, nhưng kẻ khiến cô nằm im chỉ có mình tại hạ. Còn nữa chưa? Nếu mai này không được là chi kỷ, thỉnh thoảng mình đi nhà nghỉ được không anh? Trích Doãn Chí Bình. Oh my god. Cảnh báo đi chậm, ở đây có lẩu nướng ngon. À đâu? Nó bảo đi chậm chứ có kêu ghé đâu. Cảnh báo đi chậm, ở đây có quán cắt tóc ngon. Hả? Trận hòa 2-2 đáng tiếc trước Thái Lan dù hai lần vươn lên dẫn trước. Tại tim mình ỉa chảy đấy 0-4 không lâu rồi. Chuẩn bị các huấn luyện viên online vào chửi. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Dù sao các anh cũng rất cố gắng rồi, đen thôi đỏ là đét. U23 Thái Lan khỏe mạnh mà đá không ăn nổi 10 cầu thủ ỉa chảy của mình nữa, chán. Thế này cũng ok mọi người ạ. Mồng 5 Thái thua Malaysia và ta hòa Korea, trận cuối ta thắng Malaysia nữa là xong. Má đang định gáy là hai tuần thua hai trận có nhục không thì nó gỡ hòa. Nó 9 thằng nước ngoài về, mình thì 10 thằng đi ngoài ra nước. Đá hòa là quá ổn rồi, đừng buồn nữa anh em, trầm cảm lên nào. Soạn văn châu Thái Lan sẵn rồi mà lại để hòa phút cuối tiếp thế. Nhìn thế trận thì thằng Thái nó hơn mình hẳn về kỹ thuật lẫn thể lực. Hơi tiếc pha cuối thôi, nhưng không sao. Trận này cầu thủ nó chất lượng hơn SEA Games bao nhiêu, mình thì kém đi. Hòa thì tiếc chứ đừng cầu nhau, trầm cảm lên. À đâu? Án câu hỏi IQ phần trước là 11, ở mỗi hình, số ở trên chia 2 rồi nhân số ở dưới thì ra số bên phải. Chúc mừng bạn Henry J là người có câu trả lời đúng chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Bạn Hữu Nhân Lê là người có câu trả lời đi kèm với giải thích dễ hiểu và nhanh nhất. Ngoài ra chỉ có 10 bạn sau cũng có câu trả lời đúng nhé. Teren J, Duyên Ami, Huy Doanh Lê, Ai Am Sú, Em Là Kỷ Niệm, Quân Nguyễn, H Editor, Mèo Ngu Oxo, Ruby Trương, Thiên Nguyễn. Còn đây là câu hỏi phần này, điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.